21 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Con tên là Tài. Cùng với tất cả các cô chú anh chị trong kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước, cùng thành tâm xin hướng nguyện cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Cùng với tất cả các chúng sanh sớm được vãng sanh, sớm được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Ok. Sao vẫn còn ở đây nữa chứ? Nam mô A Di Đà Phật. Cô chú anh chị ơi, thì sáng vào mình thắp hương long mộ cũng như là mời cậu ông bác, dạ con mời cậu ông bác cậu ơi. Còn tối thì chắc có lẽ là mưa ướt đó cả nhà. Rồi cậu cũng gọi là chắc cũng lạnh lắm. Nên mình coi mình đi mấy cái đèn, mình đốt cái đèn lên thêm cả nhà. À, cái đèn dầu này hết luôn, cái này nó ướt luôn. Nó cho dầu châm vô thêm của chú anh chị. Cái này tối á mình phải đem ra bốn cái. Tối mình đem ra bốn cái mình thắp. Dầu thắp qua đêm cũng hết rồi chú anh chị. Châm thêm vô. Đây là còn cái không thời sáng nó tự tắt auto mà. Auto. Ở đây là thời sáng nó tự tắt nha, tối là tối nó tự tắt. Sao mình nhìn thấy nó gọn gàng không? Gọn gàng thì nhìn nó đẹp. Vô. Cái màu vàng với màu đỏ với màu trắng là nó cái nước dầu đó coi. Thấy là cái màu đục mắc cười quá. Cô chú anh chị đã xong xuôi hết rồi ha. Thì hồi tối thì cũng có mưa nên chắc có lẽ là không có tưới cây của chú anh chị. Quá là đẹp luôn, sáng mộ cậu thì phải nói là đẹp. Như cả nhà. Hôm qua mọi người không biết chứ anh là hỏi trực tiếp chị luôn á, anh hỏi chị lúc mình đi vừa bước qua trong phòng á là anh hỏi chị Loan hôm nay Linh nó làm gì hả? Mà chị định khắc cái tượng đá của cậu hay sao? Chị nói không phải, chị mà xin cái máy chia cho còn cái cây lộc tài thì mình được. Nhưng mà ta làm theo nguyên tắc nha, là phải có giấy tờ làm hàng. Là gia đình cũng khác hơn. Xong. Nói chung là khả năng là từ 80% luôn. Tại vì gia đình có khi nào đã bất ngờ. Ví dụ như mấy anh em mình á, ví dụ như mấy anh em mình đề xuất á thì có phải là bên Hoa Viên từ chối nha. Nhưng mà bên chị Loan bên gia đình ta đề xuất là
À, đúng rồi, người thân thì người thân mới có mấy chỗ khác á, cái mái che nhỏ. Mái che chỉ gọn thôi đó Niu. Em nghĩ là mái che gọn trong mẫu chú thôi chứ không có che ra ngoài á. Mà quan trọng là mái che đó là trong vòng mấy tháng mà, là mấy năm. Em nghĩ là che là che luôn á, nếu mà gọn nằm trong gọn trong cái phần đất của mẫu chú là sẽ không có phiền ai hết. Đúng phải thuê mà. Không gọn ở đây là giống như là mấy cái trái mái che nhỏ đó, đó nó hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống mà chỉ gọn cho mẫu thôi. Còn cái vấn đề mà người khán giả mà yêu cầu á, thì nếu mà ví dụ như hội viên đồng ý mà người nhà không đồng ý cũng phải tháo dỡ thôi, tại vì phải người có hội người già xin và hợp đồng của chú anh chị. Quá đẹp cơ nha. Thôi thì em xin phép. Em xin phép ha. Tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Đúng rồi.